Xin chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Trước tiên xin chúc sức khỏe cái buổi sáng đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề của tôi là bón phân vô cơ, tức là NPK được quanh năm cho cây mai. Sau thời gian một vài năm thì cây mai nó có bị suy và nó có thể làm chết cành hay không? Đó là cái tiêu đề của tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay, trước khi vào cái tiêu đề này thì mình xem lại cái chế độ phân mà tôi đã từng chia sẻ đến tất cả các bạn từ hôm Tết tới bây giờ. Thì mình xem lại các bạn, thì những cái đọt non, tổng thể những cái cây mà tôi đã chia sẻ đến các bạn, gọi là cái giai đoạn 1 trong năm cho cây mai, thì tôi nhận thấy rằng cây mai này nó phát triển cái đọt nó rất chậm các bạn, rất chậm ha. Thành ra mình khỏi ngắt đi chứ. Thì cái này thì nó không khó các bạn ơi. Đây các bạn thấy nè, cái đầu này, cái đầu nhánh cây mai này các bạn thấy nó cũng tùm lum tà la, nó đâu có gì đâu các bạn. Thì để đi vào cái mùa vài bữa nữa đi các bạn ha. Cái khi mà cái nhiệt độ mà mưa khá nhiệt độ hạ, hiện nay trên tôi có ngày là trên 40 độ các bạn ở Tây Ninh ha. Thì bây giờ thôi mình cứ để đó các bạn, không dám tác động là sao, tác động thì cũng được nhưng mà thôi từ từ các bạn. Sau này mình sẽ tháng 5 mình sẽ sửa sơ, mình vuốt đại nó và lại một cái là thông nữa, thì lúc đó mình sẽ chỉnh đọt trong vòng một tháng hay là một tháng rưỡi thì bắt đầu mình lại bỏ luôn cho cây mai nó phát triển bình thường, để Tết mình có những cái tán nó lấy lại cái dáng thế nó tương đối, để Tết mình có bông mình chơi Tết. Thì bây giờ mình trở lại vấn đề cái phân gọi là cái vô cơ bỏ liên tục thì nó có cho cây mai trồng chậu nha các bạn, có được hay không? Thì nói về vô cơ tức là hóa học thì các bạn đều biết rồi, nó không phù hợp cho cây mai trong chậu. Mà nếu mình bỏ liên tục trong một năm thì những các bạn đã chia sẻ rồi, trong vòng 3 năm thì cây mai mình nó sẽ bị cái hiện tượng là khô nhánh, quỷ cành và cây mai bị suy. Thì tôi cũng chưa có làm cái điều đó, nhưng mà tôi suy nghĩ là không được các bạn ơi, nó sẽ bị quỷ cành thiệt á. Là tại sao? Tôi cũng có cái căn cứ, bởi vì tôi là cái người trước kia thì tôi làm chôm chôm các bạn, chôm chôm á, và cái mảng cầu các bạn thấy nè, năm nay cái cây chôm chôm ở đây là còn cái kỷ niệm, bây giờ chỉ còn một cây thôi, ngày xưa ở đây là vườn chôm chôm thì bây giờ nó đỡ, tôi cắt nhà ha. Thì bây giờ nó, tôi biết và là bây giờ tôi lấy, người ta lấy từ nông nghiệp để người ta dẫn chứng qua thôi, chứ chưa có, tôi nghĩ là chưa có ai mà xài cái phân mà NPK mà liên tục cho cây mai đó các bạn. Nhưng những cái khi làm mảng cầu, những anh em cái lúc mà thời điểm mới, tôi nói đây cây mảng cầu ha, là tôi sẽ đưa qua cây mai. Cây mai, cây mảng cầu 10 năm thì người ta phá ra. Nhưng nếu các bạn xài cái hàm lượng NPK tức là xuyên suốt trong một thời gian thì 6 năm hoặc 7 năm thì nó chết cành, nó chết cây hàng loạt các bạn. Thì như vậy là cái gì? Nó không phù hợp. Đó là những cái cây dưới đất. Còn nếu trên chậu là mình đã đem cây mai này nó đã trái dưới tự nhiên rồi. Nếu mình vô cái lượng phân mà vô cơ tức là NPK thì nó sẽ chắc chắn, tôi nghĩ là chắc chắn nó sẽ quỷ cành. Do mình đem trái dưới tự nhiên, tức là mình đem cây mai từ ở đất, mình đem mình nhốt người ta vô chậu. Thì tôi đã phân tích những cái clip trước rồi, thì tôi nói các bạn nè, những cái giá thể ở trong cây mai, ở đây mình xài là sơ dừa với vỏ trấu của các bạn, và những anh em khác thì người ta xài bằng cái kiểu là đất phù sa, thì nó là cái hàm lượng cát rất cao, nó không có quan trọng các bạn, vẫn được hết, yêu cầu sao cho thoát nước là được rồi. Và những cái giá thể này tôi nói các bạn là chỉ là cái chất trồng, chất độn để mình đưa phân vô mà thôi. Thì bây giờ là cái lượng phân thì tôi đã nói rồi với các bạn là cái gì, do cái
không ai giống ai hết. Cũng như cá nhân tôi khi chia sẻ các bạn là trên thực tế rút kinh nghiệm ra nhiều năm để mình đưa cái lượng phân như thế nào gọi là hợp lý cho cây mai phát triển mà thôi. Thì cái gì của tôi làm được thì tôi chia sẻ, không phải là tuyệt đối nha các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ nói tiếp như thế này. Không nên, bây giờ cái tiêu đề này là nói đại khái là không nên dùng phân hàm lượng NPK là vô cơ xuyên suốt cho cây mai mà mình phải bổ sung cái gì các bạn? Hữu cơ. Nếu không có thành phần hữu cơ này thì cây mai của mình trong vòng 3-4 năm nó sẽ quỷ cành. Thì bây giờ tôi nói dốt nè, phân tích như thế này ha, là riêng cá nhân tôi nha, do cái kinh nghiệm thôi chứ không phải là tuyệt đối. Thì để các bạn có đồng tình hay không, tôi nói các bạn y như cái cơ thể, tôi lấy cái cơ thể người ta để mà tôi chia sẻ đến tất cả các bạn. Đối với cây mai lấy nhưng mà đồng tình hay không là khác nha các bạn, xin ý kiến các bạn để mình bổ sung thêm để mình nuôi những cây mai cho nó tồn tại nó lâu hơn. Cây gì cũng chết hết, nhưng tôi nói các bạn này nè, cái phân hữu cơ là gì? Tôi nói là cơm. Và cái phân vô cơ là gì? Đường, muối, thí dụ vậy, và thức ăn. Thì nếu mà trường hợp mình cứ đưa thức ăn, thịt cá mình ăn hoài thì nó một thời gian thì cơ thể mình sẽ đâm ra bệnh hoạn. Nhưng nếu mình dùng cơm cộng với thức ăn thì nó tồn tại. Và tôi nói các bạn như thế này, nhìn như thế nào để mình chỉnh đốn và ổn định lại cây mai. Tức là tôi nói các bạn rồi, nhìn cái bộ lá. Thí dụ giả sử như bây giờ cái chế độ phân của tôi nói các bạn là không phải tuyệt đối nha. Tôi lặp lại lần nữa thì các bạn cứ vô cái lượng phân của các bạn làm thế nào để đọt ngay. Nó ra chậm, ra ngắn. Và cái bộ lá nó vừa phải vào cái tháng nắng thì nó được rồi các bạn. Thì cũng như tôi bây giờ tôi đưa cái lượng phân nè. 15 ngày thì tôi đưa cái hàm lượng là vô cơ, tức là NPK nhưng mà tôi dùng DAP 18-46-0. Và 15 ngày sau tôi đưa hữu cơ, đây là cái thành phần quan trọng nhất. Nếu không có hữu cơ thì cây mai này 3 năm nó sẽ có vấn đề xảy ra. Do đó nhiều khi mình bỏ thân những cái bạn chia sẻ nói là cái đưa phân như vậy thì trong vòng 3 năm nó vậy. Nhưng theo cá nhân tôi, nếu các bạn đưa cái hàm lượng vô cơ không thì cái vấn đề nó xảy ra. Còn nếu mình bổ sung cái hàm lượng hữu cơ, tức là mình cơm và thức ăn, cái đó là nó là cái gọi là đa lượng, nó phụ nhưng không thể thiếu cho cây mai các bạn. Tại vì mình đã nhốt người ta trong chậu rồi, còn ở ngoài thì tôi không nói, nó đi kiếm nó ăn. Ở trong đất thì nó có thành phần đủ đa vi lượng ở trong đó, còn trong cây mai của mình nó đâu có. Thành ra mình đưa cái phần hữu cơ vô là gì? Cơm cộng với thức ăn. Thì mình nhìn vào cái nào để mình biết cây mai nó như thế nào? Thì bây giờ tôi nói các bạn nhìn vào bộ lá. Ví dụ bây giờ ở đây là tổng thể những cây mai của tôi, thì mình nhìn vào bộ lá nó các bạn. Ví dụ đây nha, cái lá này bây giờ nó xanh vừa phải với cái hàm lượng mình đưa phân, thì nó sẽ duy trì từ, tức là mình nhìn cây mai nó vừa phải thôi, đừng suy quá mà đừng cho béo phì quá, thì mình cứ dưỡng vậy. Và cái hàm lượng mình đưa vậy thì qua những cái năm mà tôi làm rút kinh nghiệm thì tôi thấy cây mai nó phát triển như vậy, thì mình nhìn cái này được rồi các bạn. Tức là gì? Cái bộ lá mình nhìn nó phát triển bình thường, nó đều đặn, nó không quá quá tốt mà nó cũng không xấu, tức là tôi lấy cái trung bình thì tôi nghĩ cây mai nó sẽ tồn tại bằng cách nhìn bộ lá. Đó là cái cá nhân của tôi bạn. Và mình đã sử dụng hết những gì mà mình hiểu về cây mai, riêng tôi về cá nhân tôi. Thì nếu trường hợp nếu nó có chết hay là nó có suy đi nữa thì phải chịu các bạn, không còn khả năng nào nữa. Bởi vì nhiều khi tôi nói vui chơi là gì, tôi đã cố gắng hết sức đối với những cây mai mà tôi trồng theo cái cách của tôi. Cái đó là cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn. Và cái hàm lượng tôi muốn nhận được nhiều ý kiến của những anh em mà chơi mai chuyên nghiệp theo cái cách tôi chia sẻ, để mình nhận được những cái đó để mình rút kinh nghiệm các bạn. Không ai giống ai hết, biết đâu năm nay tôi làm vậy nhưng năm tới tôi sẽ đổi cái chế độ thì sao. Hồi đó tôi đã đổi nhiều lần, tôi mới thống nhất lại là cái
cái chế độ này các bạn, chứ không phải tự nhiên mà tôi vô tôi làm đâu. Thì tôi thấy nó hợp lý theo cái cách của tôi. Và tôi nói các bạn như thế này, nếu trường hợp ấy mình có thể điều chỉnh lại. Nhưng ngược lại, nếu các bạn bỏ cái hàm lượng hữu cơ không, mà không bỏ vô cơ, thì cây mai nó tồn tại hơn là bỏ cái vô cơ không. Tức là vô hữu cơ là cái gì? Phân gà nén nè, bánh dầu nè. Hiện nay có những cái bạn là phân yến á các bạn, phân yến nữa ha, rồi phân dơi nè, vân vân, nó nhiều cái loại phân dê nè, nó có bán nữa, thì cái đó tôi gọi là hữu cơ. Nếu một cây mai, tôi giả sử ha, các bạn đưa xuyên suốt một năm trong cái phần lượng hữu cơ đó, thì cây mai nó lại tồn tại hơn vô cơ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng không hợp lý, các bạn cũng phải có cái phần NPK. Thành ra các bạn vô những cái dựa phân thôi, toàn bộ là người ta NPK không, đó là cái phần không thể thiếu nhưng ít thôi. Thì tôi nghĩ là cây mai nó nhìn cái bộ lá như thế này các bạn, như thế này thì nó sẽ tồn tại như thế nào nó không biết. Cây gì nó cũng chết hết các bạn ơi, tôi nuôi nó cũng bị ha, cũng có một số cây bị suy chứ đâu phải là nuôi thành công hết đâu. Thì tôi nói các bạn là không nên đưa cái phần vô cơ liên tục cho cây mai, mà phải pha lại những cái hữu cơ, thì cây mai mình nó sẽ bền vững hơn, nó lâu hơn, nhưng mà không biết bao lâu. Và có những cái bạn chia sẻ như thế này, đem cái phần NPK đó các bạn, tức là vô cơ, xịt lên lá thay thế cái phần gốc được không, phần chính. Thì tôi nghĩ là nó không hợp lý các bạn, bị gì tôi nói các bạn nè, mình ăn bằng cái miệng, tôi lấy cơ thể mình ha, thì cây mai nó ăn bằng, tôi nói cái miệng của cây mai là đâu, là cái bộ rễ. Tôi thì tôi suy nghĩ là cái bộ rễ các bạn, tức là mình đưa nó vô thì cái bộ rễ nó sẽ đưa cái chất, nó đâu phải nó ăn liền, nó ăn nhưng mà nó đâu có nuôi cây đâu, nó sẽ đưa, nó dẫn lên da, nó cái tuyến nó dẫn lên da, và nó đưa qua lá, quang hợp xong cái lá nó mới nuôi ngược lại cành nhánh rễ. Cái đó là cái chu kỳ phát triển bình thường của cây mai. Còn mình đưa lên cây cây mai ở trên lá là bắt đắc dĩ mà thôi, cái trường hợp đó thôi, là mình kéo đọt hay cái gì đó thì trong cái giai đoạn nào sử dụng thì mình sử dụng. Nhưng mà nếu mình đưa cái hàm lượng NPK lên đây mà mình không rải gốc thì tôi nghĩ nó không hợp lý, nó cũng không hợp lý nha các bạn. Đó là những cái gì tôi biết được, tôi chia sẻ đến tất cả các bạn. Thì sau khi cái cách làm của tôi trong cái chế độ phân như vậy, thì tôi thấy như cây mai này các bạn thấy là hai cây mai này là cây mai rét. Nên các bạn mà người anh em người ta gửi tôi nuôi ở đây, cái mai này cái vị trí từ hôm Tết thì người ta kéo đi, bây giờ người ta đã kéo về đưa lại cho tôi nuôi. Thì cây mai này các bạn thấy là tôi nuôi năm nay nữa, cái năm vừa rồi là năm thứ ba cây mai rét nha các bạn. Và nếu Tết năm nay nữa ha, là năm thứ tư, thì tôi với cái chế độ phân này tôi thấy là cây mai này nó cũng chưa thấy cái hiện tượng gì mà nó quỷ cành nhánh các bạn, và nó phát triển tôi thấy nó cũng được hết chứ. Với cái chế độ phân này ha, thì tôi không phải nói là nó không chết, không phải nói là nó không bệnh, nhưng mà chưa thấy. Thì bây giờ mình cứ tôi áp dụng theo cái cách này thì tôi muốn chia sẻ đến các bạn, thì tùy các bạn ha xem. Và tôi muốn nhận được nhiều cái ý kiến hơn về cái phần mà chăm sóc cây mai bằng cái phân bón lá hay là cái phần vô cơ NPK, thì cây mai nó sẽ như thế nào. Thì thường thì anh em người ta nói là mình sử dụng vậy sau vài năm thì cây mai nó sẽ bị bệnh. Mình không phủ nhận các bạn, nhưng mình theo dõi. Và cái cách tốt nhất có thể thay đổi được các bạn, tôi có thể thay đổi được hết chứ. Tức là cái gì? Cái này là nói theo cái cách thay đổi là được. Dạ, tăng hữu cơ, giảm vô cơ, giảm cái phần vô cơ, thì tôi nghĩ cây mai nó sẽ tồn tại hơn. Giảm bớt cái phần NPK đi, mình tăng cái hàm lượng hữu cơ lên. Cái đó là cái dự trù thôi. Thì tôi sẽ thử các bạn, và các bạn cũng thử đi. Các bạn thử như tôi đi các bạn, để mình xem coi. Bây giờ các bạn nuôi mai nhà thì rất dễ là bị gì, nó độc lập,
tức là hàng năm các bạn nuôi, các bạn lấy thử một cây, các bạn bây giờ cái với cái hàm lượng của tôi hay là của các bạn á, nó phải hữu cơ và vô cơ, thì các bạn cứ tăng cái hàm lượng hữu cơ lên, giảm phân nửa cái phần lượng trời, tăng phân nửa cái lần phần lượng hữu cơ, giảm cái phần lượng NPK lại, thì các bạn sẽ biết. Còn đối với tôi thì khó biết quá các bạn. Những cái anh bạn này đem về á, tôi nói các bạn nhiều khi á, tôi nói các bạn cây mai nó phát triển nhất là tôi nói nước. Thì bây giờ nếu cá nhân tôi và tôi cũng theo dõi cũng khó lắm, bị gì cây mai tôi là nếu còn thì tôi lại cho anh em mượn. Em út đồ nó mượn nó chơi rồi về nó không tưới nước, thấy không? Vì khi nó đưa cây mai mình về có thậm chí anh em vô nước đá, thì bây giờ làm sao mình biết được. Các bạn nuôi mai nhà các bạn thử đi rồi chia sẻ với tôi thấy là làm như vậy thì nó mới chắc ăn được chứ. Tôi thì cái cây mai nó thay đổi liên tục mình cũng không biết sao, cũng như hai cây mai này thì anh bạn đó đem về Tết chơi xong rồi qua rằm mới đưa lại tôi, thì có những cây nó khô ra. Và thậm chí bữa hổm tôi đã nói với các bạn nó cái phần đây là 4-3 cây mai mà nó bị suy đây nè, đem về đưa cho tôi là nó khô rang khô hốc hết trơn. Tôi tập trung lại cái hướng này và cây mai này thì bây giờ nó đã phục hồi rồi, nhưng mà nó sẽ giảm tuổi thọ chắc chắn. Thì bây giờ cái clip này tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn và mong nhận được rất là nhiều cái ý kiến về cái phần bón phân để mình điều chỉnh cho cây mai mình nó tồn tại lâu hơn với thời gian. Đó là cái ý tôi muốn chia sẻ, và tôi đã trình bày những cái cá nhân tôi nuôi trong vòng 3 năm đối với những cây mai như thế này, thì tôi thấy nó phát triển tương đối là ổn định. Tôi muốn chia sẻ đến các bạn và cũng là trả lời với những cái anh bạn thắc mắc là hỏi ở trong cái phần Zalo là nuôi cái chế độ phân vô cơ liên tục nó có hại gì hay không cây mai. Đó là cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.